Hàng chục nghìn lính Ấn Độ và Trung Quốc dè chừng nhau ở biên giới. Số người chết trong vụ sập tòa nhà ở Florida tăng lên 28 người, vẫn còn 117 người mất tích. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc yêu cầu Belarus trả tự do cho các tù nhân chính trị khi Mỹ phát tín hiệu tiếp tục trừng phạt. Thành lập lực lượng đặc nhiệm giám sát các vi phạm nhân quyền ở Myanmar. Nhật bắt 5 người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc phá rối cuộc biểu tình nhân quyền ở Tokyo. Các nhà khoa học Trung Quốc sản xuất lợn biến đổi gen để cấy ghép cho người. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp trưa ngày 6 tháng 7 của Dekana TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Trung Quốc và Ấn Độ đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ và thiết bị quân sự tiên tiến đến biên giới tranh chấp giữa hai nước khi hoạt động triển khai quân trong khu vực đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Theo các quan chức tình báo và quân đội Ấn Độ, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dần tăng cường sự hiện diện của quân đội, chủ yếu trong vài tháng qua, lên ít nhất 50.000 người, tăng từ khoảng 15.000 người vào thời điểm này năm ngoái. Các quan chức cho biết, Ấn Độ cũng đã có những động thái tương tự khi quốc gia này gửi hàng chục nghìn binh sĩ và pháo binh tối tân của mình tới khu vực. Cả hai quốc gia đã xây dựng cơ sở hạ tầng tại biên giới trong những tháng gần đây, bao gồm các cabin và túp lều cách nhiệt để hỗ trợ quân đội đóng quân ở đó qua những tháng đông lạnh giá trên dãy Himalaya. Phần lớn hoạt động xây dựng quân sự quy tụ ở phía đông Ladakh, một khu vực giáp danh với Kashmir và Tây Tạng. Cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ đã xảy ra vào tháng 6 năm 2020 tại thung lũng Gawan, nơi 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Lực lượng an ninh Trung Quốc vốn thường đến khu tự trị Tây Tạng để huấn luyện vào mùa hè hàng năm dưới sự chỉ huy của quân giải phóng Trung Quốc ở phía Tây. Gần đây đã tham gia các cuộc tập trận tầm cao tập trung và tác chiến bằng vũ khí tinh vi. Các quan chức Ấn Độ cho biết họ lo ngại rằng Trung Quốc đang sử dụng các cuộc tập trận trong năm nay như một vỏ bọc để chuyển thêm quân đến khu vực này. Liên quan đến vụ sập chung cư ở thành phố Miami, tiểu bang Florida, Mỹ. Từ đến ngày 5 tháng 6, số người thiệt mạng đã tăng lên 28 người với việc phát hiện thêm một thi thể. Đêm hôm trước, đội cứu hộ đã phá rỡ phần còn lại của tòa nhà để cho phép lực lượng cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích. 117 người khác vẫn mất tích 11 ngày sau khi tòa nhà dân cư 12 tầng bị sập ở Surfside, Florida, khiến nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục gần như suốt ngày suốt đêm kể từ đó. Việc tìm kiếm các nạn nhân phải tạm dừng vào ngày 4 tháng 6 để phá rỡ một nửa tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Các quan chức quyết định phá hủy phần còn lại của tòa nhà không ổn định vì nó gây ra mối đe dọa cho đội cứu hộ và cũng để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Thị trưởng hạt Miami Dade, bà Daniela Livaikava cho biết trong một cuộc họp báo rằng việc này đã cho phép các đội cứu hộ tìm kiếm toàn bộ khu vực bên dưới tòa nhà. Ở diễn biến khác, ngày 5 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Belarus trả tự do ngay lập tức cho khoảng 530 tù nhân chính trị, trong bối cảnh đặc phái viên Washington ám chỉ khả năng áp các lệnh trừng phạt mới với nước này. Giới chức Belarus đã mạnh tay đàn áp sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nổ ra vào mùa hè năm ngoái, theo sau các cáo buộc gian lận cử tri khi Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko tiếp tục thắng cử. Trình bày báo cáo thường niên của mình trước Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, bà Anna Marin, đã so sánh Belarus với một quốc gia độc tài và mô tả tình hình đang có chiều hướng xấu đi kể từ sau cuộc bầu cử. Bà Marin cho biết, hơn 35.000 người đã bị tùy tiện bắt giữ vì thực hiện quyền tự do, hội họp ôn hòa hoặc bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân bị đàn áp. Bà nói, ba ứng viên tranh cử của phe đối lập vẫn phải ở sau song sắt và nỗi lo bị đàn áp đã khiến hàng chục nghìn người Belarus phải ra nước ngoài tị nạn. Trong khi đó, ông Benjamin Moulin, đặc phái viên Hoa Kỳ đã phát tín hiệu về các biện pháp trừng phạt mới. Thái độ khinh thường như vậy đối với các chuẩn mực quốc tế sẽ không thể được bỏ qua. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp tiếp theo khi cần thiết. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 7, một lực lượng đặc nhiệm mới đã được thành lập để điều tra những vi phạm nhân quyền của chính quyền quân sự Myanmar. Hơn 5 tháng sau khi quân đội nước này lật đổ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, khiến đất nước Đông Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dự án do chính phủ Anh tài trợ mang tên Myanmar Business cho biết họ sẽ chia sẻ thông tin với cơ chế điều tra độc lập của Liên Hợp Quốc về Myanmar.
cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các hoạt động tội phạm tại nước này. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang tìm cách gia tăng áp lực lên các nhà cầm quyền quân sự Myanmar đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền, khi Liên Hợp Quốc cho biết hơn 880 người đã bị lực lượng an ninh giết hại kể từ sau cuộc đảo chính. Nhóm này cho biết Myanmar Witness sẽ độc lập thu thập, bảo quản, xử lý, điều tra, xác minh và xem xét các sự cố có thể can thiệp vào nhân quyền. Tổ chức này cho biết họ sẽ khuyến khích người dân đệ trình, đồng thời xác minh độc lập các vụ việc trên mạng xã hội nơi các công dân Myanmar đăng hình ảnh và video cho thấy các vụ giết người, hành hung và các vụ lạm dụng khác. Tổ chức này cũng cho biết họ đã phát hiện và xác minh bằng chứng về các cuộc trả đũa của quân đội Myanmar pháo kích vào các khu vực dân sự và các tòa nhà tôn giáo, cùng các dấu hiệu cho thấy ý định làm hại, thậm chí giết hại biểu tình. Tổ chức này cũng cho biết họ đã phát hiện và xác minh bằng chứng về các cuộc trả đũa của quân đội Myanmar pháo kích vào các khu vực dân sự và các tòa nhà tôn giáo, cùng các dấu hiệu cho thấy ý định làm hại, thậm chí giết hại người biểu tình. Vào ngày 1 tháng 7, 5 người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bắt khi quấy rối cuộc biểu tình tưởng niệm cho tất cả các nạn nhân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại trong 100 năm qua, được tổ chức tại Tokyo bởi nhiều nhà nhân quyền tổ chức. Theo báo cáo của Đài Phát thanh Hy vọng ngày 6 tháng 7, vào ngày lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, các tổ chức nhân quyền ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Hồng Kông đã tổ chức meeting tại Tokyo để tưởng niệm cho tất cả các nạn nhân chết dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phóng viên theo dõi hiện trường cho biết, khi một vị Lạt Ma Phật giáo Tây Tạng đang chủ trì lễ tưởng niệm thì một người đàn ông Trung Quốc tại địa điểm này đã bất ngờ hô to các khẩu hiệu ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều lần bằng tiếng Trung, rồi gây rối trật tự ở nơi tổ chức lễ tưởng niệm. Người đàn ông sau đó đã cố gắng trốn thoát nhưng không thành công và nhanh chóng bị một cảnh sát ở Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo bắt giữ. Sau đó, 4 người Trung Quốc khác, tất cả đều là nam giới, đều cố gắng trốn thoát nhưng tất cả họ đều bị bắt. Về thông tin trên, một cư dân mạng trên diễn đàn Trung Quốc ở nước ngoài Vinh Cung bình luận rằng cảnh sát Nhật đã bắt giữ 5 người đàn ông ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin này rất đáng hoan nghênh. Có cư dân mạng bình luận: tôi rất tò mò, không biết đó có phải là du học sinh hay không. Khi nào thì Mỹ, Úc và Anh cũng sẽ bắt giữ những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc địa phương và đưa họ trở về đất mẹ vĩ đại của họ. Thưa quý vị, trong khi hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã thu hút sự lên án của toàn thể thế giới, thì chính quyền Trung Quốc lại đang đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu gây tranh cãi về việc sử dụng lợn biến đổi gen làm nguồn cấy ghép nội tạng cho con người, thậm chí coi đây là thành tích có 102. Theo báo chí Trung Quốc, vào năm 2020, chỉ riêng các công ty khởi nghiệp liên quan đến chỉnh sửa gen ở Trung Quốc đã nhận được khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 310 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã công bố một báo cáo đặc biệt vào năm ngoái ca ngợi việc các nhà khoa học Trung Quốc đã thực hiện được những bước đột phá trong công nghệ cấy ghép dị chủng ở lợn đã chỉnh sửa gen. Cấy ghép dị chủng hiểu nôm na là một quy trình y tế, trong đó nội tạng động vật được cấy ghép vào thân thể người. Tân Hoa Xã đưa tin rằng nhóm của Dương Lộc Hàm, người sáng lập hãng công nghệ Y Sinh Khởi Hàm Biotech ở Hàn Châu, Trung Quốc, đồng thời là nhà đồng sáng lập kiêm nhà khoa học chính của công ty chỉnh sửa gen Cambridge Agenesis ở Boston, Mỹ, đã tạo ra một nguyên mẫu ghép dị lai có tiềm năng lâm sàng giải quyết thành công hai thách thức lớn về an toàn trong việc cấy ghép dị lai: loại bỏ nitrovirus nội sinh của lợn khỏi lợn và tăng cường khả năng tương thích miễn dịch ghép dị lai khi cấy ghép cho người. Nghiên cứu của Dương cũng được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineer vào ngày 21 tháng 9 năm 2020. Báo cáo mô tả cách thức công nghệ chèn gen đột biến CRISPR-Cas9 đã được vận dụng để sửa đổi một nhóm bằng gen ở lợn nhằm nâng cao khả năng tương thích miễn dịch của lợn và khả năng tương thích đông máu với người. Ngay từ đầu, việc cấy ghép dị lai này đã đi kèm nhiều tranh cãi đạo đức liên quan đến quyền riêng tư của người được cấy ghép, việc phân bổ nguồn lực, quyền động vật, sự công bằng, phân phối, nguy cơ sức khỏe cộng đồng tiềm ẩn đối với con người do virus retrovirus nội sinh ở lợn và đặc biệt là sự chấp nhận của công chúng và tôn giáo đối với việc cấy ghép nội tạng động vật sang người. Khi những thách thức này trở nên quá khó giải quyết, Trung Quốc, nơi các quy định đạo đức và luật pháp là tụt hậu đáng kể so với sự phát triển công nghệ, đã tạo ra cơ hội cho những nghiên cứu kiểu này. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu sau đó đã được chuyển đến Trung Quốc. Đặc biệt, bất chấp việc nhiều tranh cãi xung quanh việc cấy ghép dị lai, chính quyền Bắc Kinh đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với loại hình nghiên cứu nguy hiểm này.
Lấy ví dụ, ngoài sự hỗ trợ tài chính và sự ủng hộ công khai của các phương tiện truyền thông, Dương Lộc Hàm đã được bình chọn là một trong những nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu năm 2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 3 năm 2017 và được thêm vào danh sách những phụ nữ Trung Quốc có ảnh hưởng nhất trong kinh doanh năm 2020 của tạp chí Forbes. Bên cạnh đó, Phan Đăng Khoa, nhà sáng lập hãng công nghệ sinh học Clonogam, một nhà máy thí điểm sản xuất lợn biến đổi gen tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhận được hỗ trợ tài chính từ các quỹ chính thức quan trọng của chính quyền Trung Quốc, bao gồm Tổ chức Kế hoạch Phát triển và Nghiên cứu Cơ bản Trọng điểm Quốc gia, Chương trình Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Quốc gia và Quỹ Khoa học Tự nhiên Bắc Kinh cho nghiên cứu nhân bản vô tính gen truyền và tế bào gốc còn phôi thai của lợn. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.